cái đề mới nhất. Cái phần kiểm tra chương halogen này là cái phần mà kiểm tra phần học kỳ hoặc phần thi giữa học kỳ 2 lớp 10, phần thi rất là quan trọng nhá. Cả nhà cùng theo dõi cho buổi học ngày hôm nay thì chúng ta cùng chữa phần này. Câu số 1 thì không nên dùng bình thủy tinh để chứa chất nào sau đây? Thì chúng ta lưu ý ạ, cái bình thủy tinh ạ thì nó có thể chứa được H24 đặc và HNO3 đặc, kể cả HCl. Nhưng ạ, có một thứ axit mặc dù cực kỳ yếu nhưng mà nó lại phản ứng được với thủy tinh, đó là axit HF nhá. HF thì không bao giờ được đựng trong bình thủy tinh bởi vì HF nó sẽ tác dụng với thủy tinh SiO2 để tạo thành SiF4 cộng H2O. Được chưa? Tạo thành SiF4 cộng H2O. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta câu số 1 là đáp án A nhé. Câu số 2 ạ. Trong một luồng khí clo và dung dịch Ki. Thế chỗ này mình phải nắm được phương trình ạ. Ok ạ. Thế thì theo cả nhà thì cho luồng khí clo và dung dịch Ki, sau đó nhỏ một vài giọt dung dịch hồ tinh bột thì hiện tượng xảy ra là gì ạ? Ok ạ. Hiện tượng xảy ra là gì ạ? Thế thì muốn biết được là hiện tượng xảy ra là gì thì chúng ta cần phải nắm chắc được cái phần phương trình hóa học. Bởi vì bản chất của việc hóa học, học giỏi hóa hay không là chúng ta có nắm được phương trình hóa học hay không. Thế thì khi nhắc đến clo thì chúng ta phải tưởng tượng ở trong đầu là clo của chúng ta là có tính oxy hóa mạnh và nó có khả năng làm sao ạ? Nó có khả năng đẩy được các halogen yếu hơn ra khỏi muối của nó. Và chúng ta lặp lại cái điều đấy ở trong đầu. Thì clo cộng với lại Ki thì tạo thành KCl cộng với lại Y2. Được không ạ? Vậy thì thoát ra ở đây nhá. Thoát ra ở đây chúng ta là thoát ra Y2. Được không ạ? Và Y2 này khi mà tác dụng với lại hồ tinh bột là thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra Y2. Được không ạ? Thế thì nhỏ vài giọt hồ tinh bột vào thì hiện tượng xảy ra là chuyển sang màu gì ạ? Màu gì ạ? Đấy, cái chỗ này chúng ta phải nhớ màu nhá, bởi vì lớp 10 chúng ta cũng học cái chỗ này và lớp 12 chúng ta học chỗ này là chuyển thành màu xanh ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 3. Nước xà ven là hỗn hợp của các chất nào sau đây? Câu số 3. Nước xà ven là hỗn hợp của các chất nào sau đây? Chúng ta lưu ý rằng là ở trong này đề bài hỏi chúng ta là nước xà ven. Nước xà ven là một cái thể loại nước mà tẩy rửa nhé, nước chuyên tẩy rửa mà chúng ta rất hay sử dụng nước xà ven, tại vì là cái anh này chuyên chúng ta lại mà tẩy trắng quần áo đó. Vậy thì nước xà ven là cái việc mà nó được tạo thành khi cho NaOH tác dụng với lại clo, chú ý đề NaOH loãng thì nó sẽ tạo thành NaCl, NaClO cộng H2O, được không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ có là nước xà ven là hỗn hợp của NaCl, NaClO và H2O. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhé. Đáp án đúng chỗ này đáp án C, rất rất dễ thôi ạ. Rất rất dễ thôi ạ. Những phần kiểm tra này nó dễ lắm, vì vì vậy nên là chúng ta cần chú ý, chúng ta học chắc chắc lý thuyết một chút thôi là chúng ta đã có thể thành công trong việc mà chinh phục cái đề thi giữa học kỳ 2 lớp 10 với một số điểm cực kỳ cao rồi nhá. Đừng có lười ạ. Câu số 4 ạ. Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl? Dãy chất nào sau đây gồm các chất thì đều tác dụng được với dung dịch HCl? Dãy chất nào sau đây ạ? Gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl. Chúng ta lưu ý là ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là tác dụng được với dung dịch HCl. Thế thì trong đầu chúng ta phải nhẩm nhẩm rằng là HCl là một axit cực kỳ mạnh, nó có khả năng tác dụng được với kim loại đứng trước hydro. Tác dụng được với tất cả các oxit, đúng không ạ? Kể cả oxit bazơ và oxit lượng tinh. Đúng không ạ? Tác dụng được với lại muối của axit yếu hơn. Thế thì ngay lập tức chúng ta nhìn được là chúng ta loại bỏ ngay thằng anh BaSO4. Bởi vì là BaSO4 là muối của anh H2S4 là axit mạnh, đúng không ạ? HCl không bao giờ tác dụng với BaSO4. Mà thực ra về mặt bản chất thì anh BaSO4 này nó là không tan trong mọi dung dịch axit nhá. Tiếp tục, tương tự như vậy thì HCl với H2S4 nhá là không bao giờ phang nhau. Hai anh axit này là hai thằng axit mạnh, không bao giờ tác dụng với nhau. Và cuối cùng nữa là thằng đồng thì không bao giờ tác dụng được với HCl, tại vì đồng là anh kim loại đứng đằng sau hydro trong dạy điện hóa, đúng không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ còn có thể đó là đáp án C ạ. Đấy, Fe này, CuO này và BaOH hai lần mà thôi nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Cả nhà chú ý nhá. Câu số 4 đáp án C ạ. Ok ạ. Câu số 5 ạ. Câu số 5 là một câu cực kỳ thú vị mà có rất rất nhiều bạn bị sai ở câu số 5 này. Chúng ta cùng xem là các bạn đã bị sai ở đâu nhá. Thì kim loại nào sau đây tác dụng được với HCl? Thế thì điều kiện đầu tiên đặt ra là kim loại này nó phải tác dụng được với HCl đã. Thì tác dụng điều kiện để một kim loại mà có khả năng tác dụng được với HCl thì kim loại đấy nó phải đứng trước hydro trong dạy điện hóa, đúng không ạ? Thế thì ngay lập tức chúng ta đã loại được anh đồng đứng sau hydro trong dạy điện hóa, đúng không ạ? Anh bạc cũng bị loại luôn bởi vì bạc đứng sau hydro trong dạy điện hóa. Vậy mình sẽ có anh sắt và anh kẽm. Anh sắt và anh kẽm thì sắt tác dụng với HCl thì tạo thành FeCl2. Nhưng chúng ta lưu ý một điều là sắt khi tác dụng với lại clo thì tạo thành FeCl3. Đúng không ạ?
vì vậy nên là toang luôn sắt. Vậy chúng ta chỉ có một anh thôi, đó là anh kẽm. Anh kẽm này thì tác dụng được với cả HCl và cả với clo thì đều chỉ tạo thành một anh, đây là ZnCl2. Đáp án đúng là đáp án gì? Câu số 6 ạ. Câu số 6. Trong phản ứng clo cộng KOH để tạo thành KCl và KClO cộng nước thì clo đóng vai trò nào sau đây? Chúng ta lưu ý ạ, clo chúng ta là từ clo 0 về clo trừ 1 nhá, khử tăng O giảm, khử tăng O giảm. Vậy clo từ 0 về clo trừ 1, vậy ở đây clo thể hiện tính oxy hóa, đúng không? Vậy clo ở đây thể hiện tính oxy hóa. Tiếp tục nhá. Vậy chúng ta biết nó có một tính oxy hóa rồi. Chúng ta xem tiếp này, clo từ clo 0 lên clo dương 1 ạ, khử tăng O giảm. Được không ạ? Vậy ở đây thể hiện tính oxy hóa nhưng mà clo 0 lên clo dương 1 thì nó lại thể hiện tính khử. Đúng không ạ? Tính khử. Vậy clo ở đây vừa thể hiện tính oxy hóa và vừa thể hiện tính khử. Vừa là chất oxy hóa, vừa là chất khử. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, vừa là chất oxy hóa và vừa là chất khử. A cả nhà nhá, rất rất dễ. Rất rất dễ. Sang câu số 7 ạ. Cấu hình E lớp ngoài cùng của nhóm halogen là. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen ạ. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là. Thế thì halogen là tập hợp tất cả các nguyên tố thuộc nhóm 7A. Được chưa? Thì tất cả các nguyên tố nhóm 7A thì đều chung có cấu hình E. Ở lớp ngoài cùng nó phải có 7E. 2 cộng 4 là 6, vớt. 2 cộng 2 là 4, vớt. 2 cộng 3 là 5, vớt. 2 cộng 5 là 7, đúng không? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A cả nhà nhé. NS2NP5. NS2NP5. Câu số 8 ạ. Có bốn dung dịch. Có bốn dung dịch. NaF, NaCl, NaBr và NaI đựng trong một lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì nhận được những cái nào? Thì đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn trong lớp của thầy hỏi thầy rất rất nhiều. Thế thì ở đây chúng ta phải lưu ý nhá. Ở đây chúng ta phải lưu ý ạ. Thì cái việc mà nhận biết được các ion halogen nua thì như sách giáo khoa đã nói với chúng ta nhá, là sử dụng anh bạc cộng. Được chưa? Bạc cộng sẽ chuyên dùng để nhận biết các ion halogen nua. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng AgNO3 để nhận biết cái bọn NaF, NaCl, NaBr, NaI như thế nào. Thì chúng ta phải vẽ cái này ra để chúng ta nhìn. Ban đầu tiên thì sau này thì chúng ta sẽ làm như chúng mình thôi, là có thể làm được hết. Nhưng mà bây giờ mình vẽ lại để mình nhớ bản chất nhá. Đây mình có hỗn hợp cũng có NaF này, NaCl này, NaBr này và NaI này. Thì đây bọn này tác dụng với AgNO3 nhá. Tác dụng với bọn AgNO3. Thì mình thu được này. Chúng ta lưu ý này. NaF cộng AgNO3 thì như mọi người nghĩ thì thu được AgF nhưng mà sai ạ, bởi vì AgF nó không kết tủa nên phản ứng này không xảy ra. AgF tan nhá. Nên phản ứng NaF cộng với AgNO3 là không xảy ra. Cả nhà nhớ chưa? NaCl cộng với AgNO3 thì thu được AgCl kết tủa màu trắng nhá. Kết tủa màu trắng. NaBr cộng AgNO3 thì thu được AgBr kết tủa màu vàng nhạt. Kết tủa màu vàng nhạt. Được không ạ? NaI cộng với AgNO3 thì mình thu được AgI kết tủa màu vàng đậm. Kết tủa màu vàng đậm. Được chưa? Và như thế này là để chúng ta đã đủ để nhìn được rằng là nhận biết các ion halogen thì chúng ta sẽ sử dụng anh bạc cộng. Và khi bạc cộng vào thì mình có vào cái lọ NaF thì không hiện tượng. Vào lọ NaCl thì mình thu được kết tủa màu trắng. Vào lọ NaBr thì mình thu được kết tủa màu vàng nhạt. Vào lọ NaI thì mình thu được kết tủa màu vàng đậm. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là bao nhiêu ạ? Nhận biết được mấy ạ? Rất nhiều cháu tô 3 là sai ạ. Chúng ta nhận biết được mấy ạ? Chúng ta nhận biết được 4 anh nhá. Tổng cộng chúng ta sẽ nhận biết được 4 anh dung dịch, được chưa? Cả 4 lọ đều bị nhận biết hết. Được không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Câu số 9 một câu tính toán một chút ạ. Thực ra thì các cháu nhìn thấy câu số 9 này thì đa số các cháu sợ. Các bạn đa số là sợ những cái câu tính toán. Nhưng mà không có gì cả. Và cùng xem nhé. Cho 4,48 lít clo. Đây clo đấy. Số mol clo bằng 0,2 mol. Vào dung dịch NaX dư. NaX dư. Được chưa? Thì thu được. Thế thì đây là cái phản ứng mà halogen mạnh đẩy halogen yếu là khoản muối của nó. Vậy thì clo nó sẽ đẩy được X để tạo thành NaCl cộng với lại X2. Được không ạ? Cân bằng phương trình. Nhá. Vậy thì hoàn toàn mình sẽ suy ra được số mol X2 theo đường chéo, phương pháp đường chéo. 1Cl2 thì thu được 1X2. Vậy 0,2 mol Cl2 thì mình sẽ thu được 0,2 mol X2. Và khối lượng của X2 thì bằng 32 gram. Nhá. Khối lượng của X2 thì bằng 32 gram. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ suy ra được phân tử khối của X2 sẽ bằng 32 chia 0,2. Được không ạ? 32 mà chia cho 0,2 thì bằng 160. Ok chưa ạ?
x2 bằng 160. Vậy suy ra x bằng 80. Và 80 là nguyên tử khối của anh nào ạ? À, 80 là nguyên tử khối của anh Brom, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng. Brom bị dẫn tạp, bị lẫn tạp chất là clo, thì để thu được brom thì cần dùng cách nào sau đây ạ? Thì đây là brom là bị lẫn bởi tạp chất clo. Thì chúng ta phải thu được brom, chúng ta phải sử dụng một cái anh nào đó mà nó tác dụng với clo nhưng mà nó lại đẩy, mà nó lại không bị lẫn đằng khác. Qua H2O4 loãng thì không làm ăn được gì. Đúng không ạ? Dẫn luôn hợp tan nước thì nó lấy luôn cả thằng brom và cả thằng clo. Qua Na thì clo tác dụng và brom tác dụng lại sinh ra Y2. Vừa làm mất brom mà lại còn thêm lẫn thằng Y2 nữa, càng khó hơn. Đúng chưa? Vứt tiếp ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là chỉ có là dẫn hỗn hợp qua NaBr thôi. NaBr thì không tác dụng với brom nhé. NaBr tác dụng với clo để tạo thành NaCl cộng với lại Br2. Vậy chúng ta sẽ thu được Br2 không bị lẫn clo nữa. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta đó là đáp án B bỏ. B bỏ nhá. Câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Dung dịch HCl phản ứng được với những chất nào sau đây ạ? Dung dịch HCl phản ứng được với những chất nào sau đây ạ? Thế thì HCl là axit mạnh thì nó sẽ không tác dụng với gì ạ? Đây chúng ta cùng xem nhé, nó sẽ không tác dụng với anh đồng. Đồng là kim loại đứng đằng sau hydro nên nó không tác dụng được với HCl. Ok không ạ? Tiếp tục ạ, nó sẽ không tác dụng với CaS4 tại vì CaS4 là muối của axit mạnh H2S4 nhá, không tác dụng được với CaS4. Nó sẽ không tác dụng được với thằng K2S4, cũng tương tự nó là muối của muối sulfat thì không tác dụng được với HCl. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ còn một đáp án thôi, đấy là đáp án B bỏ cả nhà nhá. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 12 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế clo bằng cách nào? Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế clo bằng cách nào? Nào ạ. Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế clo bằng cách nào? Điện phân nóng chảy NaCl, thực ra trong phòng thí nghiệm thì điều chế clo thì người ta sẽ hạn chế sử dụng phương pháp điện phân nhá. Cho dung dịch HCl tác dụng với MnO2 đun nóng là chính xác nhất. Bởi vì chúng ta sẽ thu được MnCl2 cộng với lại clo cộng với lại H2O. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 13. Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình dưới đây bằng bao nhiêu ạ? Nào anh em cùng làm xem ạ. Phần này các cháu rất là sợ đấy ạ. Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình dưới đây là bằng bao nhiêu? Chúng ta có này, clo từ clo trừ 1 về clo 0 đúng không ạ? Thì trừ 1 về 0 thì nhường 1 e nhân 2 là 2 e. Crom dương 6 về crom dương 3. 6 trừ 3 bằng 3. Vậy vứt 2 đây. Đây nhưng mà ở đây có 2 này. Đúng không ạ? Ở đây có 2 vậy là phải là 6 đúng không ạ? Đây điền 6 dưới này. 6 trừ 3 bằng 3 nhân 2 là 6. Vứt 2 đây. Thực ra 6 chia 2 thì 3 chia 1. Vứt 1 lên đây. Vứt 3 lên đây. Vậy mình sẽ có này, 2 kali, 2 crom, đếm clo này, 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 6 12, 12 cộng 2 bằng 14, đấy chưa, 14 HCl. Vậy suy ra nước ở đây chúng ta bằng 7. Vậy mình sẽ có tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình là 14 cộng 1 cộng 2 cộng 2 cộng 3 cộng 7 bằng 29 ạ. 29 ạ. Vậy tổng hệ số của chúng ta là bằng 29. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 14. Câu số 14. Số oxy hóa của clo trong các hợp chất lần lượt là. Số oxy hóa của clo trong các hợp chất lần lượt là. Clo trong Cl2 là 0. Clo trong KCl là trừ 1. Clo trong KClO3 là dương 5. Clo trong KClO4 là dương. Dương mấy ạ? Dương 7. Vậy các số oxy hóa của chúng ta lần lượt là 0 trừ 1 dương 5 dương 7 nhá. 0 trừ 1 dương 5 và dương 7. Tránh cái việc mất lé ở đây thì đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15. Cho 0,48 gram. Cho 0,48 gram một kim loại X có hóa trị 2. Cho 0,48 gram một kim loại X có hóa trị 2. 0,48 gram tác dụng với HCl dư thì thu được khí HCl2 cộng khí sinh ra là khí hydro. Số bằng khí hydro bằng 0,448 chia cho 2,4. 0,448 chia 2,4 bằng 0,02 mol ạ.
0,02 mol hydro. 0,02 mol hydro thì ngay lập tức chúng ta suy ngược lại được x, số mol của x bằng 0,02 mol. Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm ra được x luôn, đúng không ạ? Suy ra được x sẽ bằng 0,48 chia 0,02 bằng 24. Được không ạ? Vậy suy ra kim loại x của chúng ta là bằng 24. 24 là nguyên tử khối nào ạ? 24 nó là nguyên tử khối của magie. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. Magie. Câu số 16. Câu số 16 ạ. Tính axit của các dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy. Được chưa? Nào, tính axit của các dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải. Thế thì ở đây là anh đứng đầu tiên phải là anh có tính axit mạnh nhất, đúng không ạ? Anh đứng đầu tiên phải là anh có tính axit mạnh nhất. Thế thì trong này thì anh nào là anh có tính axit mạnh nhất? Thì anh có tính axit mạnh nhất là anh HI. Đúng không? Sau đấy HBr, sau đấy HCl và HF. Anh tính axit yếu nhất là anh HF. Mặc dù HF là yếu nhất nhưng nó lại hòa tan được SiO2. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là câu 16. Đáp án đúng nhá. Giảm dần là A, các cháu lưu ý. Nhớ chưa? Một lần nữa nhớ về mặt lý thuyết nhá. Được chưa? Câu số 17. Nước clo có tính tẩy màu là vì. Thế thì đầu tiên mình phải hiểu là nước clo tạo thành từ gì đấy ạ? Nước clo là tạo thành từ clo vào nước thì mình sẽ thu được là HCl và HClO. Đây là nước clo. Thế thì nước clo nó tẩy màu được là không phải do HCl, mà nước clo nó tẩy màu được là do clo dương 1 trong HClO đây này. Số xóa dương 1 nhá. Nó có tính tẩy màu. Được chưa? Đây này. Clo tác dụng với nước tạo ra HClO có tính tẩy màu. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án C chứ không phải là đáp án D nhé các cháu nhé. Đáp án C. Câu 18 ạ. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sau đây không xảy ra? Trong các phản ứng sau ạ, phản ứng nào không xảy ra? Đấy, cả nhà lưu ý ạ. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không xảy ra? Lưu ý nhé, không xảy ra. Brom thì tính có xóa mạnh hơn iốt, đúng không ạ? Vì vậy nên brom đẩy được iốt ra khỏi mũi của nó nhá. Có xảy ra. Flo thì tính có xóa cực kỳ mạnh, nó ăn cả thằng nước nên là có xảy ra. Clo thì tính oxo mạnh đẩy được brom ra khỏi muối của nó, vì vậy nên là có xảy ra. Đúng không? Ở đây đề bài hỏi là không xảy ra thì iốt iốt brom mà. Iốt làm sao đẩy được brom ra khỏi muối của nó, đúng không? Iốt không bao giờ làm được điều đấy bởi vì iốt quá yếu. Vì vậy nên không xảy ra là đáp án D. Rất rất dễ luôn. Nào, anh em chúng ta cùng sang câu số 19, một câu tính toán khá là hay ạ. Câu số 19, một câu tính toán khá là hay ạ. Đổ một dung dịch chứa 15g HBr. HBr 15g thì chúng ta tìm được số mol nhá. 15 chia cho 81 0,185. Và dung dịch chứa 15g NaOH. Số mol NaOH bằng 15 chia 40 0,375. Thế thì ngay lập tức với ánh mắt của chúng ta, ánh mắt thường dân chúng ta nhìn thấy là số mol HBr nhỏ hơn số mol NaOH. Vì vậy nên sau khi phản ứng xảy ra thì NaOH sẽ dư. Và NaOH mà dư thì dư NaOH thì dẫn đến là môi trường kiềm. Mà môi trường kiềm thì làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ? Môi trường kiềm thì làm quỳ tím chuyển thành màu gì ở cả nhà? À, nó làm quỳ tím chuyển thành màu xanh nhá. Đấy chưa? Môi trường kiềm thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. NaOH dư sẽ khiến cho quỳ tím chuyển thành màu xanh. Và bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 20. Câu 20. Vai trò của clo trong phản ứng là vai trò của clo trong phản ứng. Chúng ta nhìn này. Clo này là từ clo trừ 1 về clo 0. Khử tăng, vậy số xóa nó tăng. Vậy clo đóng vai trò là chất khử các cháu nhé. Chất khử, đáp án đúng là đáp án 2. Câu 21. Câu 21. Cho 16,25g kẽm. Thế cái này mình phải viết phương trình được ạ. Kẽm này 16,25 thì nguyên tử khối của kẽm bằng 65. 16,25 mà chia cho 65 thì bằng 0,25 mol. Được chưa? Tác dụng vừa đủ với HCl thì mình sẽ thu được ZnCl2 cộng với lại H2 nhá. Thế thì hoàn toàn tới đây mình sẽ thu được số mol của hydro bằng 0,25. Được không ạ? Số mol hydro bằng 0,25 thì mình tìm được thể tích luôn là 0,25 x 2,4 thì bằng 5,6 lít nhá. 5,6 lít, vì vậy nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, 5,6 lít. Câu 22 ạ.
Câu 22 ạ. Tính oxy hóa của các halogen theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là? Tính oxy hóa của các halogen theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Tăng dần nhá. Vậy anh đứng cuối cùng phải là anh có tính oxy hóa mạnh nhất, đúng không ạ? Vậy mạnh nhất là fluor, vậy fluor phải đứng cuối cùng. Iốt vứt, đúng chưa? Yếu nhất là anh nào ạ? Yếu nhất là anh iốt. Clo mạnh hơn brom nên là loại nốt anh này. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là iốt, brom, clo rồi fluor, lo. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 23. Nguyên tố halogen nào có trong men cái gì đó và khoáng vật chưa nào? Nguyên tố halogen nào có trong men? Cái này chịu nhỉ? 23 này chịu rồi. 23 này chắc phải xem lại. 23 này chịu thật, không dịch được. Câu 24 ạ. Câu 24 đáp án gì ạ? Nếu lấy KmnO4 nhá. Nếu lấy KmnO4 và MnO2 có khối lượng bằng nhau đem đi phản ứng với HCl nóng dư thì chất nào sinh ra clo là nhiều nhất? Nếu lấy KmnO4 ạ và MnO2 khối lượng bằng nhau đem đi phản ứng với HCl nóng dư thì chất nào sinh ra clo là nhiều nhất? Thế thì để mà biết được rằng là có khối lượng bằng nhau và đem đi phản ứng với HCl nóng dư thì sinh ra clo nhiều nhất thì mình viết phương trình được. KmnO4 cộng với lại HCl thì mình thu được là KCl MnCl2 Cl2 và H2O. Đúng không? Chúng ta đi cân bằng phương trình. Mn dương 7 về Mn dương 2, 7 trừ 2 bằng 5. Cl trừ 1 về Cl0, 1 trừ 0 bằng 1 nhân 2 là bằng 2. Vậy mình vứt 2 đây, vứt 5 đây. 2Mn 2 kali. Đếm clo, 5 nhân 2 là 10. 10 cộng 4 là 14, 14 cộng 2 là 16. 16. Đếm hydro ạ, 16 hydro chia 2 bằng 8. Ok không ạ? Vậy này, bây giờ nếu mà lấy cùng một khối lượng bằng nhau thì mình sẽ đặt số mol của khối lượng của KmnO4 là 100 gram. Thì ta tìm được số mol nó là bằng 39 cộng 55 cộng 16 nhân 4 bằng 158. Thì ngay tức mình suy được số mol của clo sinh ra. 100 chia 158 nhân 5 chia 2 bằng 1,58 mol ạ. 1,58 mol. Được không ạ? Bây giờ mình viết tiếp đến anh MnO2 mà cộng với lại HCl thì ta sẽ thu được là MnCl2 cộng với lại Cl2 cộng với lại H2O. Đúng không ạ? Thế thì hoàn toàn ở đây thì mình sẽ có Mn dương 4 về Mn dương 2 2E. Cl trừ 1 về Cl0, trừ 1 về 0 là trừ 1 nhân 2 là 2. 2 chia 2 bằng 1 chia 1. Vứt 1 lên đây, vứt 1 lên đây. Mình có 1 Mn clo, 2 clo cộng 2 clo là 4 clo. Vậy 4 H2O. 4 hydro chia cho 2 bằng 2. Được chưa? Vậy này, với 100 g MnO2 thì ta sẽ có số mol là bằng 55 cộng 32. 87. Suy ra số mol của Cl2 bằng 100 chia 87 nhân 1 chia 1 thì bằng 1,149. 1,149. Và chúng ta nhìn thấy rằng là 1,149 nhỏ hơn 1,58 nhá. Vậy thì chắc chắn một điều rằng là anh KmnO4 sẽ sinh ra clo là nhiều nhất. Được chưa? Đây là một câu khá là hay. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Lưu ý nhá. Đấy, mình viết được phương trình thì mình mới làm được. Câu số 25 ạ. Câu số 25. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế theo sơ đồ phản ứng sau, hệ số phân cân bằng của HCl là, chúng ta lưu ý ạ. Đây là clo. À, chúng ta vừa mới làm xong ạ. Đây. MnO2 ạ. Đây bài hỏi là hệ số cân bằng HCl chúng ta vừa cân bằng xong, hệ số cân bằng HCl bằng mấy ạ? Bằng 4 đúng không ạ? Bằng 4. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 26 ạ. Câu 26. Cho 10,5 gram NaI. Số mol của NaI bằng 10,5 chia cho phân tử khối. Na là bằng 23. Iốt là 127. Được chưa? Tác dụng được với brom. Số mol của brom thì bằng 0,5 nhân 0,05. 0,5 nhân 0,05 bằng 0,025.
0,025. Số mol của AI bằng 10,5 chia cho 23 cộng 127 bằng 0,07. 0,07. Và ta nhìn thấy rằng là 0,07 lớn hơn 0,025. Vậy điều này chứng tỏ 100% rằng là gì ạ? Brom hết nhá. NaBr cộng Y2 brom hết 0,025. Chú ý ở đây là 2 ạ. Đúng không ạ? Đây là 2 ạ. Đúng không ạ? Thì brom vẫn hết ạ. Đúng không ạ? 0,025 nhân 2 bằng 0,05. Đề bài hỏi là khối lượng của NaBr thu được là 0,05. 0,05 nhân mẫu đơn 23 cộng 80 bằng 5,15 gam. 5,15 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 5,15 gam. Rất dễ. Dịch chữ và rập một chút ạ. Cho các phản ứng sau, phản ứng nào axit chloric thể hiện tính khử. Khử tăng, số sói của clo phải tăng. Nhá. Khử tăng, đây trừ 1, đây trừ 1, đây dương 1, đây về 0, đây số sói giảm, vứt. Vậy là cứ nhìn thấy phản ứng nào HCl với H2, đúng là số xóa giảm là thể hiện tính oxy hóa không phải tính khử. Được chưa? Anh này thì còn là Cl trừ 1, Cl trừ 1 không thay đổi số xóa. Nhá, vứt. Cl này Cl0 về Cl trừ 1. Đúng không ạ? Khử tăng O giảm, nhưng đây không phải là tính chất của HCl, đây là tính chất của clo. Vứt tiếp. Cl từ trừ 1 về Cl0 trừ 1 về 0 là 1 nhân 2 là 2. Đúng chưa? Khử tăng. Vậy số xóa là tăng từ trừ 1 đến 0 là tăng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đấy, vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính xóa. Thế thì tiện ở đây chúng ta cũng dịch luôn lại cái câu số 23 này ạ. Nguyên tố halogen nào trong men răng, đúng chưa, và trong khoáng vật. Thế thì trong men răng và trong khoáng vật thì chúng ta nó là gì ạ? Nguyên tố trong men răng thì ta nhớ luôn rồi, phở lo, chúng ta vẫn luôn luôn phải đánh răng, có phở lo để cung cấp men răng, đúng chưa. Câu số 28 ạ. Câu số 28 ạ. Dẫn 8,96. Câu 28. Dẫn 8,96 lít. À, đợi thầy chút đây. Câu số 26. Dẫn 8,96 lít clo ở điều kiện tiêu chuẩn. Clo mà điều kiện tiêu chuẩn 8,96 và chia 2,4 thì bằng 0,4 mol. Vào dung dịch NaOH 0,5 mol. Hỏi dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp nào? NaCl này, NaClO này, H2O này, 2 này, đúng không? Vì vậy chúng ta nhìn thấy luôn ạ. 0,4 chia 1 thì bằng 0,4. Còn 0,5 chia 2 bằng 0,25. 0,4 lớn hơn 0,25. Vậy điều này chứng tỏ rằng là NaOH hết nhá. NaOH hết 0,5. Đúng chưa? Đây. 0,5 nhân 1 chia 2 bằng 0,25. Đây là ban đầu phản ứng. Sau 0,4 mà trừ đi 0,25 thì bỏ còn 0,15. Đúng không? Vậy suy ra ở đây chắc chắn có clo dư. Chứ cần làm gì nhiều, mình biết chắc chắn có clo dư. Có NaCl là 0,25, có NaClO là 0,25. Đúng chưa? Vì vậy nên hỗn hợp sau phản ứng chúng ta gồm có clo dư, NaCl và NaClO. Đáp án đúng, đáp án B. Bỏ. Câu 29 một câu hơi khó một chút nhá. Câu 29 một câu hơi khó một chút. Nhóm halogen có 7 e lúc ngoài cùng. Chính xác. Fluor chỉ có duy nhất một số xóa. Sai, fluor có 2 số xóa, trừ 1 và 0. Clo vừa có tính khử vừa tính oxy xóa. Chính xác. Clo là nguyên tố có độ ẩm điện cao nhất. Sai ạ, fluor mới là cao nhất. Tính oxy hóa mạnh là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen. Chính xác. Đốt sắt trong clo thì cho được FeCl3, còn đốt sắt, còn cho sắt tác dụng dung dịch HCl thì chỉ thu được FeCl2 thôi. Nên cho cùng một mối là sai. Một thằng thu được FeCl3, một thằng thu được FeCl2 cả. Vậy số phát biểu đúng là 135 nhá. 135. Vậy chúng ta có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? 3 phát biểu đúng ạ. Đáp án đúng đáp án A. Câu 30. Câu 30. Khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế. CaF2, đây là câu cuối cùng trong cái đề kiểm tra này ạ. Cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch HF. Đấy, biết hiệu suất phản ứng là. Thế thì CaF2 này tác dụng H2O4 để tạo thành CaSO4 cộng 2 lần HF. Nhá. Hiệu suất phản ứng là 80%, có nghĩa là 0,8. 80% thì chính bằng là 80 phần 100. Được không ạ?
Thế giờ để điều chế 2,5 kg dung dịch HF4%. Được không ạ? 2,5 kg. Thì bây giờ chúng ta đổi cái gam nhé. Thì bằng 2.500 gam này. Dung dịch này. Vậy suy ra M của HF nguyên chất có phải bằng là 2.500 nhân 40 chia 100 không ạ? Được chưa? 2.500 nhân 40 chia 100. Chia 100. Bằng 1.000 ạ. 1.000. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của HF luôn. Bằng 1.000 chia cho 1 cộng với Flo là bao nhiêu ạ? Flo là 19. Bằng 50 mol. 50 mol. Thì ngay lập tức chúng ta suy ngược lại được CaF. 50 nhân 1 chia 2 bằng 25. Lưu ý ạ. Có hiệu suất thì là thuận nhân nghịch chia. Thuận nhân nghịch chia 25 chia cho 0,8. 25 chia cho 0,8. 25 chia 0,8 bằng, được chưa? 31,25 mol của CaF2 nhân với 40 cộng 19 nhân 2, khối lượng bằng 2437,5 gam. 2437,5 gam. Hay gần bằng ạ. Hay gần bằng 2,44 kg, đúng không ạ? 2437 gam thì bằng 2,44 kg còn gì nữa. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? B. Bỏ các cả nhà nhá. Đấy, thì trên đây là một cái câu, một cái phần nữa về cái bài kiểm tra halogen, cũng tương tự, cũng tương ứng với lại bài kiểm tra giữa kỳ mà thầy chữa dành cho tất cả nhà, để chúc cả nhà có một kỳ thi giữa học kỳ 2 thật là tốt nhá. Ok ạ. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.